Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là hay trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Đó là câu chuyện Nàng Công Chúa và Bầy Thiên Nga. Các bạn lắng nghe nhé. Wow. Ngày xưa có một vị vua sinh được mới một hoàng tử, một công chúa. Những hoàng tử có mọi thứ trên đẹp mà họ muốn, đồ chơi quý giá mua ở nhiều nơi trên thế giới. Công chúa có quần tranh đẹp nhất để xem và chiếc ghế khăn nặng bằng rupi nơi cô ngồi mỗi khi cô mệt mỏi. Nhưng khi hoàng hậu ốm qua đời, hoàng hậu mới của vua mới rất là ác cảm với những hoàng tử nhỏ, bụi nhốt các hoàng tử vào trong một lâu đài và cho ăn sáng với những chiếc bánh ngọt trộn cát. Sau một tuần, một hoàng hậu nham hiểm đã làm cho các nhà vua nghĩ xấu về các hoàng tử. Mụ nói các hoàng tử suốt ngày kêu ca vua cha độc ác. Đến khi nhà vua chán không để ý đến các hoàng tử nữa, mụ biến các hoàng tử thành những con thiên nga. Hãy bay đi và đừng bao giờ quay lại nữa, mụ hoàng hậu xấu xa, đồng thời cũng là phù thủy. Mụ nói các người sẽ không có giọng nói và chẳng ai biết rằng các người đã từng là ai. Mụ bắt công chúa tới chỗ của một gia đình nông dân nghèo ở xa, nhưng mụ lại nói với nhà vua rằng công chúa đã tự ý bỏ nhà đi chơi. Công chúa tội nghiệp bị đối xử như người hầu ở nhà người nông dân vậy. Cô không có đồ chơi, cũng không có ai để trò chuyện, và cô lúc nào cũng nhớ các anh trai của mình. Thế nên khi có cơ hội, công chúa liền chạy một mạch vào rừng và sống ở đó. Một ngày, công chúa gặp một bà tiên. Bà tiên hỏi điều gì khiến con đi lang thang trong khu rừng vào lúc này. Công chúa nói con đang tìm kiếm 11 người anh trai của mình. Bà có nhìn thấy không? Bà tiên nói không, ta chỉ nhìn thấy 11 con thiên nga đang bơi dưới sông hôm qua thôi, nhưng chúng lại có vương miệng ở trên đầu. Công chúa lặp lại, có vương miệng trên đầu. Bà có thể đưa con đến dòng sông không? Bà tiên đưa công chúa đến dòng sông. Cô chờ đợi và cầu nguyện cho bầy thiên nga xuất hiện. Và rồi một lát sau, 11 con thiên nga bay xuống vui chơi cùng công chúa. Ngay khi mặt trời lặn, một chuyện lạ xảy ra. Một cách chậm rãi, từng chiếc lồng vũ rơi xuống và bầy thiên nga trở thành 11 hoàng tử trẻ tuổi. Công chúa vui mừng chạy lại tới chỗ họ. Các hoàng tử rất vui mừng gặp lại em gái của mình. Rồi họ bắt đầu hỏi công chúa về mọi việc. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào nữa? Các bạn sẽ đón nghe phần 2 của câu chuyện trong video ngày hôm sau nhé.